Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ban hành kết luận điều tra đề nghị Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao truy tố đối với 86 bị can trong vụ án xảy ra tại Tập đoàn Vạn Thịnh Pháp, Ngân hàng SCB và các đơn vị có liên quan. Trong số này, bị can Trương Mỹ Lan, Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Pháp, bị đề nghị truy tố 3 tội đưa hối lộ, vi phạm quy định về hoạt động của ngân hàng và tham ô tài sản. Theo kết luận điều tra, Trương Mỹ Lan là Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Pháp, sở hữu số lượng lớn các công ty con, công ty liên kết, giao cho người nhà, người thân tín điều hành, quản lý. Bà Trương Mỹ Lan không nắm chức vụ tại ngân hàng SCB, nhưng là cổ đông chính ở đây. Thời điểm ít nhất cũng giữ 85% cổ phần. Trương Mỹ Lan đã dùng SCB làm kênh huy động vốn cho cá nhân mình, cùng đồng phạm lập khống hồ sơ vay vốn để rút tiền trong SCB, vốn là tiền người dân, khách hàng gửi vào. Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao cáo buộc từ tháng 1 năm 2012 đến tháng 10 năm 2022, bà Trương Mỹ Lan đã chỉ đạo lập khống hồ sơ, giải ngân 2.527 khoản vay với tổng số tiền hơn 1 triệu tỷ đồng. Tính đến tháng 10 năm 2022, thời điểm khởi tố vụ án, nhóm bà Lan còn 1.284 khoản vay với dư nợ 677.200 tỷ đồng không có khả năng thu hồi. Với việc truy tố 3 tội danh đưa hối lộ, vi phạm quy định về hoạt động của ngân của việc phát triển của xã hội. Bởi vì sao ở đây dù gì thì gì đây không phải công ty của riêng một mình mà Lan, không phải doanh nghiệp tư nhân, nó là công ty có các cổ đông khác, các thành viên khác. Hành vi phạm tội đã diễn ra và đã hoàn thành. Ở đây chúng ta không nói về cái việc là các bên có thỏa thuận được hay không, hay không thỏa thuận được. Thế nếu thỏa thuận được thì nó trở thành chính dân sự, nhưng mà đã không thỏa thuận được và đã có cái sự nói chung là bao trùm lên, lợi dụng cái sự ảnh hưởng của mình để từ đó có được cái hành vi chiếm đoạt làm của riêng của mình, thì rõ ràng là đây là hành vi tham ô. Trong quá trình khởi tố điều tra vụ án này, cơ quan chức năng đã xác định có 7 người giữ các chức vụ cao của ngân hàng SCB đã giúp sức cho bà Trương Mỹ Lan, nhưng các bị can này đều đã bỏ trốn hoặc không biết rõ bị can đang ở đâu và hiện đang bị truy nã. Theo quy định của pháp luật về tố tụng hình sự, trong quá trình điều tra vụ án hình sự, nếu bị can bỏ trốn thì cơ quan điều tra có thể tạm đình chỉ một phần hoặc toàn bộ vụ án để chờ kết quả truy nã bị can. Tuy nhiên, một số vụ án tham nhũng tiêu cực xảy ra gần đây, với sự quyết tâm, các cơ quan chức năng đã điều tra, truy tố, xét xử vắng mặt cả những đối tượng bỏ trốn. Cụ thể, trong vụ án vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai, Công ty Cổ phần Tiến bộ Quốc tế AIC, Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội đã xét xử vắng mặt đối với 8 bị cáo, trong đó có đối tượng chủ mưu Nguyễn Thị Thanh Nhàn, Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty AIC, bị tuyên phạt 30 năm tù giam. Trong vụ án này, cơ quan điều tra đã đề nghị Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao, Tòa án cấp sơ thẩm truy tố, xét xử vắng mặt đối với những bị can hiện vẫn đang bỏ trốn để đảm bảo tính răn đe và phòng ngừa chung. Cái những người mà đang họ đang cố tình trốn tránh ấy, thì người ta chỉ đang lợi dụng vào cái đặc tính của pháp luật. Pháp luật luôn mang đặc tính lãnh thổ, tức là pháp luật Việt Nam chỉ áp dụng trong lãnh thổ Việt Nam.
chính vì lợi dụng như này thì họ đáng và phải chịu một cái mức án mà theo bản án tuyên. Đối với các đối tượng là người Việt, quốc tịch Việt Nam, có đủ căn cứ chứng minh rằng anh đã phạm tội, đủ căn cứ điều kiện để đưa ra xét xử thì tiếp tục quyết định xét xử công bằng. Đây là chủ trương thống nhất, không chỉ riêng đối vụ án này mà nhất quán đối với bất cứ vụ án nào. Việc xét xử vắng mặt các đối tượng trong các vụ án tham nhũng kinh tế thời gian qua đã giúp đẩy nhanh tiến độ xét xử các vụ án, nhất là những vụ án lớn, tạo thuận lợi cho việc truy bắt, xét xử, tạo sức răn đe, cảnh tỉnh theo tinh thần trốn cũng không thoát, đồng thời giúp ngăn ngừa hành vi tẩu tán tài sản tham nhũng. Hơn 1 triệu tỷ đồng, nếu so sánh với GDP của năm 2023 đạt khoảng 10 triệu 221.800 tỷ đồng, thì số tiền bà Lan với cộng sự đã rút từ SCB tương đương hơn 10% GDP năm 2023 của toàn đất nước Việt Nam. Con số này cũng gấp gần 2 lần tổng giải ngân vốn đầu tư công trong năm 2023, gấp hơn 3 lần tổng mức đầu tư xây dựng sân bay Long Thành, được coi là siêu dự án hạ tầng đắt nhất lịch sử Việt Nam. Vì thế, dư luận tin tưởng và mong chờ một bản án nghiêm minh, đúng người, đúng tội và triệt để với những mức án phù hợp. Đồng thời, qua đó tạo sự răn đe chung để xây dựng một môi trường kinh doanh lành mạnh, xây dựng một xã hội an toàn, phát triển. Một cái tham ô mà tôi, nếu như tôi, ta mới chỉ nói là hàng ngàn tỷ đồng, bây giờ con số đến hàng trăm ngàn tỷ đồng, rồi câu chuyện hối lộ như thế. Vân vân, câu chuyện là biến tất cả cái hoạt động của gọi là cái cơ quan ngân hàng trở thành cái hoạt động phục vụ cho lợi ích của một tư nhân như vậy. Thì theo tôi là hành động mà có thể nói rằng là nhân dân rất công phẫn và đang rất mong đợi cái phiên tòa này xử càng sớm càng tốt. Và sẽ có bản án thích đáng cho những cái hành vi phạm tội của bà Trương Mỹ Lan cũng như là phạm. Việc quyết tâm thực hiện cái việc điều tra, truy tố, xét xử và phòng chống đấu tranh tội phạm, đặc biệt là tội phạm tội tham ô, thì cho thấy là cái quyết tâm rất lớn của Đảng và Nhà nước rồi. Nhưng cái thứ hai ở đây chúng ta thấy đó là cái cách thức làm việc rất là khoa học, rất là biện chứng và có giá trị hiện thời, phù hợp với cái sự tiến bộ của